nhất là xoay xong rồi phải dạ duỗi đó, hồi nãy chưa làm cái này. Rồi cái này kéo không có nắm trên này kéo, mà mình để nắm dưới đó nè, mình kéo ra nè, mình sẽ nghe một cái chục khớp này, nó kêu một cái rớt. Ừ, mình phải đắp vậy nè.